Hello, em Ngọc Hà xin kính chào tất cả các bác, các anh, các chị đã quay trở lại với video của Shop Ngọc Hà nhà em hôm nay nha các bác nhá. Dạ vâng, thì hôm nay em sẽ lên một ít sản phẩm về đồ gia dụng cũng như là một ít đồ thờ và một ít nước hoa và một ít sản phẩm về hàng sách tay Hàn Quốc của nhà em nhá. Dạ vâng, rồi thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác cho em Hà xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi các bác cứ gọi điện vào hai số hotline em để trên màn hình thì sẽ có nhân viên chốt đơn và cũng như là tư vấn tất cả các dịch vụ sản phẩm của nhà em Hà nhá. Dạ vâng, hai số hotline đó là số 0948516622 hoặc số 0944090988 thì các bác sẽ được chốt đơn hàng cũng như là các bác được tư vấn tất cả các dòng sản phẩm của nhà em, giá cả cũng như là các chương trình của nhà em nhé. Dạ vâng, rồi thì em sẽ vào các sản phẩm chi tiết đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng Zippo của nhà em nhé. Thì em cũng còn một ít thôi. Thì cái dòng Zippo này thì cũng nhiều bác mua nhà em rồi, thì cũng rất chi là nhiều mã hàng và hình ảnh khác nhau như thế này. Đây, như em bày trên like như này luôn. Đây là tất cả, em lấy tất cả có những cái mẫu gì thì em bày hết ra để in cho mình xem mẫu, mã cũng như là chất lượng. Đây là về dòng đầu tiên thì nó sẽ có những cái hình mẫu như thế này nha. Đó, hình mẫu như thế này. Rồi hình mẫu như thế này rất chi là nhiều luôn. Đó, đây. Em sẽ quay sát cho mình xem luôn. Đó. Mẫu ấy, các kiểu như này luôn nhá. Rồi thì một cái Zippo này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 55.000. 55.000 cho một con Zippo như này thôi nhá. Mời các bác lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua sản phẩm, tiếp theo qua cho mình đó là về cái dòng đồ điện của nhà em đây. Đồ điện thì cái gian hàng đồ điện nhà em thì trước tiên em sẽ lên cái dây buộc này, thì bác nào cũng cần để mình buộc cái dây buộc này để mình buộc gọn cái vật dụng trong gia đình nhà mình á, thì sử dụng ngay con này giúp em nhé. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 15.000. 15.000 cho một bọc dây buộc như này nhá, với giá chỉ có 15k thôi. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện này, công tắc nối như này nhá. Đây là ổ điện công tắc nối này. Thì cái ổ điện công tắc nối này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 10.000. 10.000 một ổ điện công tắc nối như này nhá. Đó, mời các bác lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng sản phẩm cái con đuôi đèn không dây này nhá. Đây là dòng đuôi đèn không dây của nhà em này. Đó, đuôi đèn không dây như này luôn. Nó sẽ có công tắc và đuôi như này cho mình luôn với giá chỉ có là 15k, 15k cho một con đuôi đèn không dây như này nhá. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng sản phẩm con xoay theo đây. Con này là cái con xoay 360 độ, công tắc xoay 360 độ nhá. Đây nó là xoay bánh dẻo như này luôn. Đấy, xoay uốn dẻo như này. Các kiểu xoay này, uốn dẻo các kiểu đều được luôn. Rồi và có công tắc như này cho mình luôn này. Rồi con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái con đuôi đèn uốn dẻo như này nhá. Mời canh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con công tắc chuyển đổi như này. Đây là phích công tắc chuyển đổi như này luôn nhá. Rồi cái công tắc phích chuyển đổi này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000, 15.000 cho một cái con công tắc phích chuyển đổi như này. Đó, rồi, bây giờ chỉ là 15k thôi. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bóng đèn nấm của nhà em Hà này. Đây, bóng đèn nấm này thì nó rất chi là hay. Bởi vì nhà em Hà đang xài con này nó sẽ cảm ứng theo bóng tối. Đó, cứ có tối là nó sẽ tự bật sáng cái đèn nấm này lên, nhìn rất chi là đẹp. Giống như một cái bông hoa luôn á. Và nó có cái ánh xanh này rất hay luôn. Rồi, một cái đèn nấm này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái con đèn nấm như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo cho mình nữa là cái vòng con đèn xoay theo đèn xoay thường này nhá. Con này là đèn xoay thường này. Đó, mình cứ nối mình xoay có cả công tắc có cả bóng đèn như này luôn. Với giá chỉ có 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một cái con đèn xoay cầu này thôi. Mời các anh lên đơn giúp em này. Đó. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con sản phẩm công tắc nối này của nhà em này. Đây là ổ cái nhá, con này gọi là ổ cái này. Cái công tắc ổ cái này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ là 8.000 thôi. 8.000 cho một cái con công tắc ổ điện cái như này. Rồi và đây là cái dòng con nút khóa tủ lạnh.
khóa tủ lạnh này. Nhà anh nào mà bị, cái thứ nhất là do bị hỏng này, cái thứ hai nữa là mình sử dụng mà ví dụ như là con nít hay mở ra mở vô, mình sử dụng ngay con này giúp em. Đây là hai miếng dính của nó, mình sẽ dính chặt vào cái cửa tủ lạnh hai bên như thế này luôn. Con này thì em bao khít cho các bác luôn nhá. Rồi con này thì mình sẽ lúc mình mở ra nó sẽ là như thế này. Đó, đây, mở ra mở vô này nó sẽ dính hai đầu như này. Mình khóa lại, gọi là cái khóa tủ lạnh ấy. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 10.000 thôi, 10.000 cho một cái khóa tủ lạnh này thôi nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo cho mình là cái dòng con băng keo trong này. Băng keo trong này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20.000, 20.000 cho một cuộn băng keo nano trong như này nhá. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng sản phẩm, sản phẩm là cái con xi măng dẻo này, con xi măng thần thánh này. Con này gọi là, con này con xi măng thần thánh luôn. Nó bao dính chắc rồi, là ví dụ như là những cái vật gì mình nứt á thì mình sử dụng ngay cho em con này nha. Con này thì nó đúng như một cái xi măng mà thiết kế rất hay luôn. Em cũng không hiểu vì sao mà thiết kế rất hay, em đã thử test rồi, cực kỳ là bám chắc và không có bị thấm nước luôn. Con này hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15k, 15k cho một bịch này thôi nha. 10k lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con nước hoa này của nhà em. Nước hoa thì em sẽ về một ít về cái dòng nước hoa mà của hàng Si đó. Thì hôm nọ em cũng về rồi, nhưng hôm nay em chỉ còn vài chai này thôi. Em chỉ còn mã 12 với giá là 250.000. Con này là mã này là dành cho nữ nhá. À, mã này dành cho nam. Mã này dành cho nam này. Hàng là hoàn toàn chuẩn Âu nhá. Hàng chuẩn Âu, hàng chuẩn nước ngoài luôn đấy. Con này thì em được mấy hộp mini như này thôi nhá. Mã này là mã 12 với giá là 250.000 này. Mời các anh lên đơn này. Rồi, mã này là mã 8 nha. Mã 8 là 380.000. 380.000 này, con này đây này. Em cho các anh xem luôn. Đó. Make in cái gì đây này. Toàn tiếng nước ngoài thôi. Nói chung quy là hàng nhà em thì hàng nào em bảo hàng Âu là hàng Âu chuẩn luôn. Hàng này gọi là nước hoa Si đấy. Đây. Đó, đây này. Em không đọc rõ được ra nha. Rồi, con này thì đây nhỉ, nhìn đấy, hàng vẫn còn mới xin luôn, chưa sử dụng nhá. Đó, rồi, con này thì bao thơm luôn cho mình luôn, mà thơm rất chi là dai về những cái dòng nước hoa bên nước ngoài như này nhá. Với giá là 380.000 mã 8 này. Rồi, con này là mã 15 với giá là 250.000 này. Đấy, blue này. Đấy. À, blue này. Chanel của blue đấy nhá. Rồi, với giá là 250.000, 10 cái nhân đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con này là dành cho nam. Đây là mấy cái con này là dành cho nam này. Với giá là 250.000 nha, 10 cái nhân đơn giúp em là mã 14 này. Rồi, và các anh nào muốn sử dụng là test thử là hàng có ok không, có như những gì em nói không, mình có thể sử dụng ngay những cái tip nhỏ này giúp em nhé. Đây là tip này là chiết từ những chai lớn ra nha, những chai mà ví dụ như là khoảng tầm 600-700 cho đến 1 triệu đấy. Mình thực sự nhiều khi mình bỏ ra một chai nước hoa mà không biết nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Bởi vì quan trọng nhất là mùi hương, thì các anh cứ sử dụng mua cho em tip nhỏ như này nhé. Hàng chuẩn bao ao luôn, xịt thai xịt thơm cả ngày luôn nhá. Rồi con này thì với giá chỉ có là 120.000 thôi, 120.000 cho một tip như này này. Đó, đây này. Đó, toàn hàng hãng thôi nhá. Em còn rất nhiều nhưng mà lai mẫu thôi nhá. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em với giá là 120.000 một tip như này luôn này. Bao thơm và bao phê này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là cái dòng con sáp nước hoa. Đây là sáp nước hoa dành cho nam nhá. Đây là sáp nước hoa dành cho nam. Đó, con này thì mình sẽ dùng một ít, mình xoa vào cái cổ tay các kiểu như này nhá. Rồi con này thì cái sáp nước hoa này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái hộp sáp nước hoa này nha. 10k lên đơn giúp em là sáp nước hoa nam với giá chỉ là 50k. Con này là ba mùi hương nhá. Đó, rồi, con này thì hàng cũng không phải hàng chất lượng đâu. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là một cái set nước hoa dành cho cả gia đình nhà mình này, dùng cho cả nam cả nữ luôn này. Rồi cái set nước hoa này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 160.000. Thời gian hương lưu hương trong trên cơ thể mình là 2 tiếng nhá, dòng này nhá. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em với giá là 160.000 cho 3 chai nước hoa như thế này luôn nhá, dành cho cả nam cả nữ đây. Đó. Rồi cần tiếp những cái dòng này thì nói chung quy là những cái dòng nước ngoài thì bao thơm cả ngày, bao phê. Rồi, tiếp theo em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình đó là về dòng cái con loa cổ này của nhà em Hà này. Con loa cổ này thì là mình để trưng bày trong tủ rất chi là hay luôn. Con này thì nó sẽ chạy bằng cót như thế này nhá. Đó. Đó. Đó, nó sẽ chạy như thế này luôn. Cái những cái nút này là không có bạn ấy luôn nhá. Đó, cái này nó là hàng mô hình thôi. Rồi mời các anh lên đơn giúp em là loa
loa cổ với giá là 140.000, 140.000 cho một con loa cổ như này luôn này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái con đồng hồ mô hình này nhá. Đây là đồng hồ mô hình của nhà em này đó. Con này nó sẽ là phân khối như này luôn này. Rồi đằng sau của nó sẽ là có pin như này luôn nhá, đựng pin nhá. Con này là sử dụng bằng pin 2A nhá. Đó. Rồi sẽ có báo thức, rồi là cũng sẽ đồng hồ chạy bình thường thôi đó, nhưng mà nó thiết kế là thành một cái xe phân, một cái phân khối như này nhá. Đó, rồi mời các anh lên đơn giúp em là mô hình phân khối ô tô với giá là bao nhiêu, 60.000, 60.000 cho một cái mô hình phân khối ô tô như này thôi nha. Đó, hàng rất hay. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình đó là về cái dòng con đèn thờ sen này. Đèn thờ sen này thì hiện tại là nhà em rất chi là nhiều màu, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu vàng các kiểu như này luôn. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 55.000 cho một cái con đèn sen như này. Em chưa bao gồm pin nhá, em chưa bao gồm pin, em nói rõ rồi, chưa bao gồm pin cho một cái con đèn sen như này nhá, với giá là 55.000 này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái con đèn thờ này nhá. Con đèn thờ này thì nó sẽ như cái con đèn dầu của mình thời xưa đó. Rồi con này thì nó cũng chạy bằng pin luôn đó. Nó chạy bằng pin. Thì con này hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 35.000 cho một cái con đèn thờ như này. Em chưa bao gồm pin nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con mèo thần tài này. Mèo thần tài này thì dòng mèo này thì nhà em là sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Sẽ có ánh sáng, sẽ tự chạy, tự hút năng lượng mặt trời cho mình luôn. Dòng này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhá, không phải là dạng to đâu. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 70.000. 70.000 cho chú mèo vẫy thần tài, vẫy tài, vẫy lộc này về cho mình nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con này là con nụ trầm. Nụ trầm thì nó sẽ được thắp nụ trầm ở đây và nó sẽ đổ cái khói xuống dưới này cho mình luôn nhá. Rồi và bên tai này nó sẽ có một cái măng như kiểu cái cây này, như kiểu là cái cây măng, cây trúc á. Đó, con này khá là hay luôn. Rồi em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái nụ trầm như này nhá. À, cái thác trầm như này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về dòng con nụ trầm này. Nụ trầm này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 40.000 cho một hộp nụ trầm như này nhá. Đó, nụ trầm này. Với giá là 40.000 nhá. Mời các anh lên đơn giúp em à. Nụ trầm với giá 40.000 này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con nhan trầm quế. Đây là dòng nhan trầm quế của nhà em nhá. Đó, về dòng nhan trầm quế của nhà em này. Thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 45.000. 45.000 cho một cái nụ nhan trầm quế như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em này. Con này thì bao cực kỳ là thơm luôn, thơm lắm, mà con này nó được làm hoàn toàn bằng tự nhiên á, là bằng quế với lại là trầm hương, nó rất chi là thơm luôn, không có độc hại gì đâu nha. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua nữa là nhà em Hà có bán về các cái dòng, ví dụ như là cái cầu cảnh này. Đây, cầu cảnh này là mình để trong cái, ví dụ như là hồ cá, hoặc là mình để trong cái chỗ mà tiểu cảnh của nhà mình ấy. Thì em Hà sẽ đang để cho mình là một cái cầu cảnh này với giá là 75.000. 75.000 cho một cái con cầu cảnh như này nhá. Đó, sẽ có như này luôn. Đây, sẽ có chùa các kiểu để này, rất chi là đẹp luôn nhá. Đó, rất chi là hay. Đó, rồi mời các anh lên đơn giúp em là cầu cảnh với giá là 75.000 này. Rồi tiếp theo ông Hà có luôn cả cái dòng con sứa. Con sứa mà mình để trong cái hồ cá đó. Đây, em Hà cũng bán luôn. Với giá chỉ có là 15.000 một con sứa này thôi nhá. Đó, nó rất chi là nhiều luôn. Đó, nó có cả dây, cả giống như này luôn cho mình. Để mình thả nó vào luôn. Với giá là 15.000 một con sứa này thôi. 10.000 lên đơn giúp em nhá. Đấy, sứa thả để cho cá nó chơi đùa đấy. Rồi, tiếp theo em Hà qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về những cái dòng con bắp mũi. Đây là cái dòng bắp mũi của nhà em này. Đây là dòng bắp mũi của nhà em thì hiện tại là em Hà đang có một cái dòng bắp mũi của hãng Ledeon này. Đó, à hãng TP, bên em nói dòng này là dòng của hãng TP nhá. Thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 150.000 thôi, 150.000 cho một cái con vập mũi như thế này nhá. Đó, con này thì nó sẽ có luôn tất cả các cái mã vạch cũng như là thông tin về sản phẩm. Và con này là hàng nội địa Trung.
hàng nội địa chung. Hàng này bắt về dùng sử dụng rất sướng luôn, bao bền cho mình luôn nhá. Về sử dụng điện cũng vậy, nó sạc nó rất chi là lâu luôn. Đây em cho mình xem luôn, khi em giao hàng cho mình sẽ là trong hộp như này luôn. Đó, đây là cái dây sạc của nó này, như này luôn nhá. Đó, hàng họ sẽ ở trong này luôn. Và đây là dây sạc của mình. Đó, dây sạc của nó thì sẽ là như này luôn, khá là dài. Và đây hãng của nó dập hết trên này luôn. Hàng này em bao chất lượng cho các bác anh các chị luôn nhá. Hàng này không phê, nhận không phê em mà không dám lấy tiền luôn nhá. Rồi với giá chỉ có là bao nhiêu, 150.000 mời các anh các chị các bác lên đơn giúp em là vợp mũi với giá là 150k. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về những cái dòng con sát thơm này của nhà em Hà nhá. Đây là sát thơm để phòng thì ta em Hà đang để cho mình với giá là 25.000 một hũ, 25.000 một hũ sát thơm để phòng này. Rồi con này là xịt phòng thơm, con này là nước hoa xịt phòng nhá. Con này mình cứ lau nhà đi rồi mình xịt nhá. Con này là hàng của Việt Nam luôn thôi. Đây nhưng mà xài rất thơm luôn. Rồi con này thì mời các anh các bác lên đơn giúp em là xịt phòng với giá là 35k cho một cái xịt phòng như này nhá. Dạ rồi, em Hà xin phép con mẫu Hà lên sản phẩm tiếp theo qua cho mình, đó là về cái dòng con lưỡi xay. Dòng lưỡi xay này nhà anh nào bác nào mà đang sử dụng mà lưỡi xay mà đã cùn rồi thì sử dụng ngay cho em con này nha, với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 cho một con lưỡi xay như này nhá. Đó. Rồi tiếp theo qua cho mình, đó là về cái dòng con bào nạo sợi như này nhá. Bào nạo sợi thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000 một bào thôi. Vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn nhá, với giá chỉ 15.000 đây. Bên này thì nạo vỏ này. Đó, răng cưa này. Bên này thì nạo sợi này. Đó, rồi. Mời các bác lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về những cái dòng con ổ khóa này của nhà em. Đây. Dòng ổ khóa này thì hiện tại là em sẽ có cái dòng ổ khóa này là của USA nhá. Hàng này là hàng chống cắt này. Đó, hàng chống cắt cho mình luôn này. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 55.000. 55.000 cho một cái con ổ khóa như này nhá, có cả ổ cả chìa luôn. Đây ổ chìa như này luôn, không để bảo bán ổ mà không bán chìa thì làm sao. Dạ đây, ổ chìa của nó đây nhá. Đó, với giá là 55.000 thôi. Mời các bác anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con ổ phanh đĩa. Con này là ổ khóa phanh đĩa nhá, với giá là chỉ có 40.000 thôi. Con này là khóa xe rồi là khóa các kiểu đấy, gọi là ổ khóa phanh đĩa, với giá là 40k. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con móc khóa trên xe như này nhá. Đây là dòng móc khóa trên xe một đôi như này luôn. Hàng này hàng xịn nhá, không phải ba cái loại tào lao bị đau đâu. Bây giờ các anh ra ngoài mua ít nhất là 30.000 một cái này nhá. Nhà em bán cả cặp với giá 30.000 thôi. Mời các anh lên đơn giúp em là khóa móc xe với giá là 35k. Mời các anh lên đơn này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đúc dừa này nhá. Đúc dừa này anh nào hay uống nước dừa thì sử dụng ngay cho em con này luôn, với giá chỉ có là 20.000 thôi. 20.000 cho một cái đúc dừa như này nhá, với giá 20k này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con gãi lưng, gãi ngứa này đấy. Gãi ngứa quặc xe luôn nhá. Con này thì quặc luôn cả trên xe cho mình luôn, với giá chỉ có là 15.000. 15.000 cho cái quặc quên cái gãi ngứa như này thôi này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con rổ lọc rác nhá. Rổ lọc rác như thế này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15k một rổ lọc rác này. 15k. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con này là con tiếp keo dán giày. Con này là 10ml nhá, em nói rõ là 10ml. Không, nhiều bác về mua về thì bảo ơ sẽ tưởng nó to lắm mà không. Đã gọi là keo dán giày này, mình chỉ dùng lấy một cái lỗ đinh, mình chọc nhẹ của nó thôi, xong là bắt đầu là mình di nó ra. Con này thì bao sử dụng nó chỉ chuyên dán giày dép thôi nhá. Con này thì em đang bán cho mình với giá là 15k một tuýp như này thế này. 15k một tuýp này chứ không phải là 15k một vỉ như này, gọi là một vỉ. Còn như này là một tuýp này. 15k một tuýp nhá. 10k lên đơn giúp em này. Đó. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con 6 móc dán tường như này luôn. Bây giờ các bác đừng sử dụng những cái dòng mà phải dùng đinh dùng búa làm gì nữa. Bây giờ mình sử dụng ngay con này cho em luôn nhá. Cái dòng móc dán tường này rất hay luôn. Cái móc dán tường này là mình cứ dán trực tiếp, mình lột mình dán trực tiếp vào trong cái tường nhà mình luôn ấy. Thế nên bên sau mới gọi là móc dán tường đây này. Bên dưới này của nó là cái mặt keo dán á, mình lột ra xong rồi bắt đầu mình dán kẹt vào tường luôn. Sử dụng con này nhá, các bác yên tâm, nó bao chắc luôn, dán rất chắc luôn.
Mà một cái móc này là 6 móc đi kèm của nó, với giá chỉ có là 25.000 thôi, 25.000 cho một cái móc dán tường như này nhá. Hình thù rất là đẹp, giống như kiểu thiên nga mới lại là bông hoa trên cái tường như mình nhá, đẹp lắm. Dạ vâng rồi, với giá chỉ có là 25.000, 25.000 cho một cái dây dán tường như này nhá. Rồi, em Hà qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con túi thơm để trong quần áo rồi để trong nhà nhé. Con này là cái này là hàng hoàn toàn từ hoa ải hương. Con này thì hoàn toàn là tự nhiên rồi, không có hóa chất tạp chất gì trong này luôn nhá. Đây là cái hoa ải hương này. Với giá chỉ có là 15k thôi, 15k cho một bịch này thôi nhá. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con chổi trà đa năng của nhà em Hà này. Đây là dòng chổi trà đa năng này. Đó. Con này là mình có thể trà nhà tắm, nhà vệ sinh các kiểu luôn đấy. Rồi, con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi, 50.000 cho một cái con chổi trà đa năng như này nhá. Đó. Mình trà rất chi nhiều chỗ luôn và rất chi là sạch luôn. Đó. Sạch sẽ vô cùng luôn nhá với cái chổi trà đa năng này. Với giá là 15k, à quên 50.000. 50.000 cho một cái chổi trà đa năng này nhá. 50.000 em mới lộn đấy. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con chổi quét trần nhà. Chổi quét trần nhà thì con này là dài trên 2 mét luôn nhá. Đó. Con này thì bẻ cong, bẻ vượn tất cả các kiểu đều được luôn. Này mình lau chùi trần nhà luôn này. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. Các bác nhớ là lên mã cho chuẩn nhá, chổi quét trần nhà với giá là 50.000. Chổi đa năng, con này gọi là chổi đa năng nhá. Bởi vì là nó lau chùi đánh rửa tất cả các ngóc ngách, bởi vì nó xoay được 360 độ mà. Nên là gọi là chổi trà đa năng đấy. Còn con này là chổi quét trần với giá là 50.000. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con võng. Võng này là võng, con này là võng của USA nhá. Hàng này thì nó sẽ như kiểu là một cái võng dù như này này. Và nó sẽ cho mình là bên trong là cả màn, cả mùng các kiểu bên trong này hết luôn. Như kiểu cái thời xưa mà các bác đi quân đội ấy. Đấy, đúng rồi, cái kiểu nó như vậy đấy. Là nó sẽ có mùng màn các kiểu che cho các bác luôn nhá. Rồi là thanh các kiểu trong này luôn. Với giá chỉ có là 180.000 thôi, 180.000 cho một cái con võng của USA như thế này nhá. Mời các bác lên đơn giúp em này. Màu sẽ là màu ngụy như này này. Đó. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con dao cạo râu. Dòng dao cạo râu này thì nó bên trong của nó sẽ có là 36 lưỡi bên trong như này luôn cho mình. Đây. 36 lưỡi này. Đó. Và kèm theo tất cả các cái dụng cụ của nó như là máy cái thân để in mình thay lưỡi này, rồi lại là kèm theo cái kem bôi râu á cho nó mềm ra. Rồi hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái túi dao cạo râu như này nhá, 55k này. Rồi, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng sản phẩm keo chét tường. Keo chét tường này con này hay vô cùng luôn. Nếu như nhà bác nào mà bị lở tường, vách tường mà nó chỉ một ít thôi, mua xi, mua măng về rồi là các kiểu thì rất chi là ít thì không ai bán mà, rất khó. Mình sử dụng ngay tip này cho em nhé, với giá chỉ có là 45.000 thôi. Nó sẽ có luôn cả cái đầu cho mình sử dụng, là mình đầu cán như này. Nó như kiểu là một cái tip kem á, mình xịt nó ra xong là mình cán nó đi á. Đó, rồi với giá chỉ có là 45k nhá. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con xịt chống thấm này. Cái xịt chống thấm này thì là mình sử dụng ngay thay cho em là thành cái keo chống thấm thời xưa đấy. Thời xưa anh nào để ý em cũng bán cái keo chống thấm, nhưng bây giờ sử dụng cái xịt này thì nó nhẹ nhàng hơn và nó đỡ lôi thôi lấy cách. Sử dụng ngay cho con này cho em nhé, với giá chỉ có là 50.000 thôi, 50.000 cho cái bình xịt chống thấm này thôi nhá. Rồi tiếp theo Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là cái bịch tẩy rong rêu. Đây là bịch tẩy rong rêu này. Mùa này thì mùa mưa rồi, mà nhà bác nào mà có cái nền xi măng các kiểu đấy, hoặc là sân xi măng hoặc là cổng đó, sử dụng ngay con này giúp em nhé. Tánh rửa, tẩy rửa rất chi là sạch sẽ luôn. Nó tẩy luôn và nó diệt rong rêu luôn cho mình luôn này. Đây này, diệt mốc trần này, rồi là tường nhà, rồi là chuyên tẩy rong rêu này. Đấy, con này thì chuyên tẩy rong rêu rồi. Đó, khá là hay luôn. Mình nó sẽ có hướng dẫn cho mình ở ngoài luôn này nhá. Đó, rồi con này thì hiện tại em đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi, 50.000 cho một bịch tẩy rong rêu này nhá. Mời các anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con mồi ga. Mồi ga này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 25.000 nhá, 25.000 cho một cái mồi ga như này thôi này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con vòi nước này.
Vòi nước thì hiện tại là em Hà đang có cái vòi tắm hàng của Nhật nhá. Hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 65.000 thôi. Đây, em dở ra cho mình xem luôn. Với giá 65.000 nhé. Con này thì có vòi chứ không có dây nhá. Đó. Hàng này là có mỗi vòi thôi chứ không có dây, nó như thế này luôn. Đó. Rồi có cả tăng chỉnh, tăng áp các kiểu này. Đó, rồi. Với giá là 65.000 nhá. Mời các anh lên đơn giúp em. Sử dụng con này sử dụng hai chị em Hà đang sử dụng. Đấy, nó ở trong hộp như này luôn. Với giá là 65k nhá. Đó. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con Suinox 304 này nhá. Đây là dòng Suinox 304. Con này là đầu một chiều luôn này. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái con vòi nước 304 như này luôn nhá. Các anh nhân đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bóp cơ tay. Bóp cơ tay có đếm số như này nhá. Đó, bóp cơ tay có đếm số này. Thì hiện tại là nhà em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một cái bóp cơ tay như này nhá. Nó sẽ có cái bóp cơ tay trên đằng gầu lưng này của nó sẽ được thiết kế bằng silicone á. Rất chỉ là hay luôn, không bị cảm giác là mình bị đau cái tay này, mà cảm giác là nó sẽ giữ bịt được cái tay luôn, không bị trơn trượt. Đó, con này hay lắm. Con này thì sử dụng với giá với từ số cân là từ 5 cho đến 60kg giúp em nhé. Với giá là 40.000 này. Rồi tiếp theo cho mình nhớ là cái dòng con cây sâm thịt này nhá. Đó. Cây sâm thịt này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho một cây sâm thịt như này nhá. Đó, rồi. Tiếp theo Hà lên sản phẩm tiếp theo một chút về cái dòng sức khỏe này thì em Hà sẽ về lên sản phẩm đầu tiên, đó là dòng con dầu nóng này. Dầu nóng này thì là con này là con dầu nóng Hàn Quốc chuẩn sách tay của em Hà nhá. Đó, dòng dầu nóng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 110.000. 110.000 cho một cái tip kem dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Dầu nóng Hàn Quốc với giá là 110.000 này. Rồi tiếp theo anh nào mà bị ví dụ như là làm về kính, làm về trên máy tính nhiều này là một, thứ hai nữa là mắt bị kém này, cái thứ ba nữa là ví dụ như nhà có cháu nhỏ cũng bị luôn thì uống sử dụng ngay con này giúp em nhé. Con này sẽ sử dụng cho bé từ 9 tuổi trở lên và hàng này em bao chuẩn sách tay cho mình luôn, nếu như không đúng chuẩn cho qua đầu đền em Hà luôn, em Hà đền gấp đôi luôn. Hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 850.000 cho một hộp như này luôn, em bao ship mình luôn. Và con này nó sẽ có gồm khoảng tầm uống thì con này là uống khoảng tầm 3-4 tháng mới hết được một hộp này nhá. Đó, con này thì sử dụng khá là hay luôn. Bên trong của nó sẽ gồm hai hộp như này luôn này. Đây, em Hà sẽ dở ra cho mình xem luôn nhé. Đó, em Hà đến em Hà sử dụng cái này cho nó đúng chuẩn không nó bị kênh. Đây, nó sẽ có hai hộp trong này luôn. Hàng này của Windows, hàng của hàng đấy, hàng Hàn đấy. Riêng các cái dòng sức khỏe thì em chuyên bán về hàng Hàn nhé. Đấy, rất khó mở luôn đấy. Nó chắc lắm. Đây. Đó, nó sẽ có hai hộp đi kèm luôn này cho mình này. Đó, hai hộp như này nhá. Mỗi hộp của nó là khoảng tầm 60 viên, hai hộp là 120 viên đấy. Đây, nó sẽ nằm trong hộp như này luôn. Đó, mời các anh lên đơn giúp em này. Thuốc bổ mắt, con này nhất là bác nào mà đi mổ cườm về ấy, hoặc là bác nào làm món quà sức khỏe cho gia đình bố mẹ thì em nói thật là quá tuyệt vời với cái dòng này. Bởi vì dòng này uống là cảm giác là thấy sáng liền luôn nhá. Lên đơn giúp em với giá là thuốc bổ mắt với giá là 850.000. Bác nào bị nặng thì uống cho em ngày 2 viên sau bữa ăn sáng. Còn bác nào mà bị hơi chập choàng ít ít thôi thì sử dụng giúp em để in là hỗ trợ để in cho nó có cái chất nhờn trên cái mắt của mình ấy, để in cảm giác không bị khô mắt này, không bị đau mắt này thì sử dụng giúp em này, là mỗi ngày một viên giúp em nhá, với giá là 850.000 này. Rồi tiếp theo em sang sản phẩm tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con trà sâm. Trà sâm này thì hiện tại là nhà em đang để cho mình với giá là 240.000 cho một hộp trà sâm nhá. Đây là dòng sâm này. Đó, nó sẽ có 100 gói nhỏ bên trong như này luôn này. Đó, con này thì sử dụng như thế nào hỗ trợ cho những bác mà bị chứng mất ngủ ngủ này. Cái thứ hai nữa là mệt mỏi trong cơ thể này. Cái thứ ba nữa là cảm giác như kiểu là mình lúc nào cũng như kiểu người thiếu hơi ấy, thì sử dụng ngay cái dòng sâm này giúp em nhé. Hoặc là mình làm mệt mỏi sử dụng ngay cho em. Con này thì mình sử dụng ra sao, mình pha cho em là 150ml nước, pha vào nước ấm cho em nhé. Dòng sâm này đấy, pha một gói này.
Đó, hàng chuẩn sách tay như này luôn nhá. Hàng này bao chuẩn luôn. Với giá là 240.000. Đây. Riêng tất cả các cái dòng này thì bác nào mua từ đây 240.000 nhá. Đây. Đó, sẽ có tem tủng các kiểu cho mình như này luôn. Đó, mời các bác lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con nấm linh chi. Đây. Dòng nấm linh chi này thì hiện tại là sẽ dành cho những bác nào bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, phổi kém, ngủ không ngon, ăn không ngon thì sử dụng ngay sản phẩm này giúp em nhé. Con này là nấm linh chi chuyên thải độc trong cơ thể của mình. Đó, những bác nào cơ thể nào nóng lắm thì sử dụng ngay con này giúp em nhé. Đây, hàng cũng hàng chuẩn sách tay này. Đó, hàng chuẩn sách tay hết luôn. Đó. Rồi, con này thì bên trong nó cũng có 100 gói nhỏ y như gói sâm luôn. Và cũng pha cho em là 150ml nước để mình sử dụng giúp em nhé. Con này hiện tại em Hà cũng đang để cho mình với giá là 240.000 một hộp như thế này nhé. Mời các anh các bác lên đơn giúp em. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con sâm củ của nhà em. Đây, đây là dòng sâm củ của nhà em nhé. Sâm củ này của nhà em thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 65.000 cho một cái con sâm củ trong hộp như này luôn này. Đây là bán theo con nhé. Đấy, em sẽ bán theo con để in cho những bác nào sử dụng thử là mình có phù hợp với sâm hay không, hay là trên cơ thể mình nó có bị làm sao không, hoặc là ăn cảm giác nó có ngon không, hay là có đúng sâm như những gì em Hà quảng cáo không nhá. Thì mua con này giúp em với giá là 65.000 một con này này. Đó. Rồi, còn bác nào mua cả hộp thì với giá là 600.000. 600.000 cho một cái hộp sâm như này luôn. Đó, 600.000 một hộp như này. Sẽ gồm 10 con đi kèm luôn và em bao ship cho mình luôn nhá. Con này là em bao giá thị trường luôn, không ai bán rẻ bằng em về tất cả các cái dòng sâm này, bởi vì là em lấy tận gốc luôn, lấy từ bên Hàn về cho mình luôn, hàng chuẩn sách tay nhá. Đó, mời các bác anh lên đơn giúp em này. Sâm Hàn Quốc với giá là 65.000 một con, một hộp 600.000. Mời lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng thuốc khớp này. Nếu như anh nào, bác nào mà đang bị đau cơ, đau khớp thì không nên bỏ qua dòng sản phẩm này. Bởi vì em Hà đang sử dụng, em Hà đang bị đau khớp. Em đau rất nhiều luôn, đau nhiều khi những đêm em không ngủ được luôn. Nhưng em sử dụng, từ khi em sử dụng dòng này về, em nói thật với các anh, các bác là mình chỉ uống một tháng thôi, mình cảm giác khắc liền luôn. Nó như nó bổ trợ khớp ấy. Bởi vì những bác mà bây giờ lớn tuổi rồi này, khớp hay bị khô khớp. Như em thì em không biết là nguyên nhân vì sao em đang bị đau cái khớp chân này, thì em cũng chưa ấy, nhưng mà em uống cái dòng này. Tất cả các cái dòng thuốc của nhà em là dòng hỗ trợ nhá, không phải là dòng chữa bệnh đâu nhá. Uống vào sẽ cảm giác như là nó đỡ hẳn liền luôn, nó không bị mỏi nữa đâu. Nhất là những bác nào mà bị ví dụ như là mỏi tay, mỏi chân, hay là bị nhức khớp, nhức cơ như này này, thì mua giúp em nhé. Con này thì trong nó là một hộp sẽ có là 90 viên. Rồi số nó sẽ gồm hai hộp, bởi vì là em Hà đang uống này. Đây là cái hộp này là hộp em Hà đang uống giả rồi. Thì con này thì mình uống một hộp này, một cái hộp như này, mình uống khoảng tầm nửa năm mới hết được. Nếu như bác nào bị nặng rồi thì sử dụng cho em ngày 2 viên giúp em nhé. Con này thì hoàn toàn bằng sụn cá mập các kiểu đó, là tôm cá đó, nó chiết xuất là canxi đó, cho em chắc thiếu canxi đó. Vâng, thì con này hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 950.000 một hộp thuốc khớp này nhé. Bây giờ trên các trang đang bán một hộp này 1.400.000, thì em cũng không biết là có đúng hàng chuẩn sách tay hay không, nhưng mà hàng nhà em là em bao chuẩn luôn, hàng sách tay chuẩn luôn nhé. Không sách, không đúng chuẩn sách tay, các bác cứ đền, cứ đập vào mặt em bảo con Hà này bán mất dạy nhá. Với giá là 950.000 một hộp thuốc khớp, em bao ship luôn nhá. Mời các bác anh lên đơn giúp em này. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con zip đánh răng của nhà em. Đây, zip đánh răng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với cái dòng zip đánh răng hàng xịn nhá. Đây là hàng xịn của nhà em. Rồi, cái dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 12.000 một tip kem đánh răng như này nhá. 12.000 một cái zip đánh răng như này của người lớn, hàng trong hộp nhá. Hàng này là hàng cao cấp này. Rồi, trẻ em Hà cũng đang bán cho mình với giá là 12.000 luôn. 12.000 một zip như này luôn nhá. Mời các bác anh lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo em Hà sẽ lên một ít về cái dòng khăn mặt này. Khăn mặt này thì em Hà là con này là khăn mặt là dòng này là 50x70 này. Đó. Dòng này thì khá là ok sử dụng này. Con này thì bao mềm này, bao thấm nước cho mình luôn nhá. Rồi, dòng này em Hà đang để cho mình với giá là 10.000 6
quên, 60.000 10 cái khăn mặt như thế này này. Rồi, tiếp theo cho mình là về cái dòng con khăn tắm của nhà em nhá. Đây, đây là dòng khăn tắm của nhà em, là con này là khăn tắm, là con này sẽ sử dụng như thế nào. Con này là nó sẽ là 1m4 x 70. Dòng này nó sẽ có hai mặt như này, mặt nhám và mặt xù như này luôn nhá. Đó. Rồi, con này thì sử dụng mình đi biển các kiểu thì quá là ok luôn, với cái mùa du lịch như này nhá. Đó, dài như này, đúng như một cái chăn nhỏ như này nhá. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40 ngàn thôi. 40 ngàn cho một cái con khăn tắm như thế này nhá. Mời các bác các anh lên đơn này. Đó. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bàng bọc thực phẩm này. Bàng bọc thực phẩm này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 100 ngàn 5 bọc luôn. Đó. 5 bọc màng bọc thực phẩm này nhá. Bên trong này sẽ có 100 cái bọc nhỏ như này nhá. Con này là bọc màng thực phẩm. Thì để in mình đây, mình sẽ choàng lên các cái đồ thức ăn nhà mình nhé. Khá là hay luôn. Con này giờ nó sử dụng nó thay cái màng co thời xưa đấy. Đây, nó như thế này. Đó, một cái bác anh chị lên đơn giúp em nhá. Với giá là 100 ngàn 5 bọc luôn. Rồi, em Hà cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em Hà cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, và các anh các chị quan tâm theo dõi Shop Mộc Hà nhà em nhá. Em xin chào và tạm biệt. Các bác và các anh các chị đi qua thì nhớ đăng ký kênh, và cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Em xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt.